được thông xe kỹ thuật vào ngày 3 tháng 1 vừa qua, tức là chưa đầy một tuần nay, tuyến quốc lộ đoạn Hà Nội-Bắc Giang, một đoạn của tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn đã phát huy giá trị của mình khi rút ngắn thời gian lưu thông Hà Nội-Bắc Giang chỉ còn khoảng 45 phút. Về lâu dài thì nó sẽ góp phần phát triển kinh tế khu vực. Tuy nhiên, dù được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, nhưng thực tế thì tuyến này vẫn được vận hành như tuyến quốc lộ thông thường. Đó chính là việc vẫn cho phép phương tiện hai bánh như là xe máy lưu thông và đã khiến nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao. Ghi nhận sau đây của phóng viên Giao thông An toàn. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang sau 4 ngày thông xe. Xe máy đi ngược chiều, bất chấp dòng phương tiện lao vun vút. Điều khiến nhiều người lo lắng là việc xe máy lưu thông cùng với các phương tiện khác trên tuyến này. Tất cả các xe đi từ xuôi Hà Nội hoặc Hà Nội xuôi lên Lạng Sơn đều đi phóng tốc độ rất là nhanh. Và khi mà có xe máy thì thường các xe không làm chủ được mấy thì sẽ rất nguy hiểm đến xe máy. Mình đi trên tuyến đường này cảm thấy là xe nó lưu thông nhanh thì mình cảm thấy nguy hiểm. Nếu mà ví dụ như là con cái mà xe mà đi nhanh với lại bấm còi ấy thì cũng có thể là gây ra sợ giật mình nguy hiểm. Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang là phân đoạn thuộc tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn với tổng chiều dài 46 km. Tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ thiết kế lên tới 100 km một giờ khi hoàn thiện. Tuy nhiên lại đang được vận hành như quốc lộ bình thường với tốc độ tối đa 80 km một giờ. Điều đó cũng có nghĩa xe máy được phép lưu thông qua đây và điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông là dòng xe hỗn hợp giữa xe 4 bánh và xe 2 bánh. Chừng nào còn tồn tại cái dòng xe hỗn hợp ấy thì tình trạng ùn tắc giao thông và tình trạng tai nạn giao thông còn tiếp diễn. Để tổ chức giao thông trên cái đoạn đường đấy thì Bộ Giao thông Vận tải phải công bố chính thức nó là thuộc cái cấp hạng nào, cấp cao tốc hay là cấp quốc lộ. Mà đã là cấp cao tốc thì dứt khoát là phải tổ chức giao thông tách dòng xe 2 bánh ra khỏi dòng xe 4 bánh. Theo đại diện công ty cổ phần đầu tư BOT Hà Nội Bắc Giang, nguyên nhân chính là do hệ thống đường gom tại Bắc Giang chưa hoàn thiện, hiện đạt được từ 75-80%. Trong khi đó, hầu hết đoạn đi Bắc Ninh lại không có đường gom do không nằm trong thiết kế ban đầu của dự án. Là tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải đang nghiên cứu phương án là phân luồng cho xe máy và xe thô sơ ra đường tỉnh lộ 295B là trước đây gọi là đường 1 cũ và đường tỉnh lộ đường 277. Đấy là hai cái tuyến đường hiện nay là qua khảo sát của đơn vị tư vấn thiết kế thì là đảm bảo kết nối được tất cả các cái phương tiện xe máy trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh là đảm bảo. Tuy nhiên, hiện phương án phân luồng này vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng thuận. Do đó, xe máy vẫn tiếp tục được lưu thông trên đây. Đáng nói, trên toàn tuyến có tới 19 điểm nhánh giao cắt với dự án, trong đó Bắc Ninh chiếm hơn một nửa. Việc xe máy đi với tốc độ cao trong khi nhập hoặc tách làn với đường dự án là rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng xin cảnh báo với bà con nhân dân là đi lại trên dự án là từ các cái đường nhánh rẽ ra cao tốc thì hết sức lưu ý là để hệ thống biển báo giảm tốc độ của chúng tôi đi vào đúng cái vạch sơn dành cho làn rừng khẩn cấp. Theo quy định, để đảm bảo an toàn, mọi xe máy không được phép lưu thông trên đường cao tốc. Do đó, với tuyến đường đang trong giai đoạn hoàn thiện, lại có chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc như quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang, việc để xe máy tiếp tục lưu thông thực sự là mối đe dọa về an toàn giao thông.